Vâng, cửa hàng An Thanh xin lúc đó xin kính chào các bác. Thì các bác thông cảm này, hiện tại em đang quay trong kho nên là hơi tối, mọi người thông cảm nhé. Thì hôm nay em làm một cái thông báo là thực sự là hơi bị buồn, nhưng mà cũng phải đưa ra một cái quyết định, đó là như em đã thông báo các bác trước đó, đó là em trước đây đã có một cái loại EV Electron Voice dòng Mỹ này. Thì dòng loa này khá là cao tiền và có một bác khách đã đặt em tổng cộng là 4 5 đôi. Và bác đã đặt trước cho em 1 triệu tiền cọc, 1 triệu tiền cọc. Và đến ngày hôm nay, từ ngày đặt cọc bây giờ đến ngày hôm nay từ được khoảng 2 tháng rồi, 2 3 tháng rồi. Đã khá lâu rồi mà đến hiện tại bây giờ bác vẫn chưa nhận hàng và chưa không liên lạc lại gì với cửa hàng bên em. Thì thực sự là em rất là ngại cái chuyện này. Thực sự là dính tiền cọc rất là ngại, và em làm thông báo là thực sự là thông báo chính thức đến rộng rãi tất cả mọi người cũng như là bác khách đến xem được cả clip này. Em sẽ cố gắng tìm được số điện thoại của bác đó và em sẽ liên lạc trực tiếp luôn. Thì thông báo cho bác đó là trong 10 ngày nữa em sẽ giữ hàng cho bác trong 10 ngày tiếp theo. Thì bác vui lòng xem clip này, vui lòng liên hệ với em để mà chúng ta làm việc. Bởi vì là thực sự là cái tiền cọc của bác em không muốn lấy, rất là ngại, không muốn lấy, rất là ngại luôn. Nhưng mà thực sự cho bác biết được, 50 loa của em về cái tiền tổng tiền của nó cả hàng trăm triệu. Và em giữ cho bác mấy tháng trời cái này thực sự là không thể giữ nổi. Thì trong khi đó là rất là nhiều người đang có nhu cầu để mua dòng loa này, cho nên là em cũng xin đưa ra một cái lịch hẹn cho bác, đó là 10 ngày tới. Nếu bác xem được clip này thì vui lòng liên hệ lại với em. Để cái chuyện lấy cọc lại hay không hay là như thế nào là bác sẽ trả lời cho em một câu để em gửi biết các bác nhé. Thì hiện tại em đang còn giữ hàng đây. Đấy, em đang còn giữ hàng ở trong đây này, xếp trong trong đó. Em phải lưu trong cái kho này á, không có nơi hạn để bỏ trong kho, xếp sắp tường để. Đấy, cả đôi 40 này nữa. Đây ở đây cũng có đôi 40 nữa. Đấy. Em phải giữ lại hết tất cả, em đều phải giữ lại, em không dám bán, trong khi đó hàng trăm người gọi điện để mà mua. Em không dám bán. Cũng vì một lời hứa. Đây bác nha. Đây lô 40. Vì một lời hứa này em sợ em này không bán cho ai cả, em giữ lại cho bác. Thì thực sự là cũng đã lâu lắm rồi. Thì cũng mong các bác thông cảm là trong vòng 10 ngày tới bác vui lòng chủ động liên hệ lại với em để chúng ta làm việc cái chuyện này nhá. Nếu bác có lý do không nhận thì bác nói rõ để cho em còn biết, em còn lo nữa. Chứ thực sự là để cái hàng hóa bây giờ trong khi hàng trăm người đang cần vốn thì em bỏ ra rất là nhiều, trong khi cứ nằm ở đây thì thực sự là cũng không ổn. Em thì em rất là ngại cái chuyện này, thực sự là em rất là ngại cái chuyện cọc các tiền nong thế này em. Cho nên là bác đã chủ động cố gắng là liên lạc lại với em để chúng ta giải quyết cái vụ cọc các này các bác nhé, cho nó xong đi. Nếu trong 10 ngày tới nếu mà bác không không liên lạc lại với em thì bên cửa hàng chính thức thông báo là vỡ cọc các bác nhé. Thì cái tiền cọc đó nếu qua 30 ngày bác cái gì bác chủ động liên hệ với em để chúng ta giải quyết. Còn trừ giờ từ ngày hôm nay cho đến 10 ngày hôm sau, nếu bác không liên lạc lại với em thì coi như cái vụ hợp tác của chúng ta đổ vỡ. Và từ 10 ngày hôm sau thì tất cả nhà bác hàng nào mà có nhu cầu về dòng loa này em sẽ giải quyết và em bán. Và nếu qua 10 ngày đó bác liên hệ là bảo là tại sao em không giữ hàng thì thực sự là em có thông báo rõ ràng luôn. Thì cũng mong bác thông cảm. Đấy, không có, thực sự là anh em làm việc với nhau rất thoải mái. Nhưng mà cái chuyện này là nó quá là lâu. Nó quá là lâu luôn. Trước khi em một chị bác bảo là khoảng một tháng, khoảng mấy ngày bác và chị bảo là khoảng một hai tuần là bác vào bác lấy. Nhưng thực sự đến ngày hôm nay là đến đã gần 3 tháng rồi. Đã gần 3 tháng rồi. Thì nó thực sự là bác có thông cảm là em đã cố gắng hết sức. Nhưng mà nó cũng mức độ thôi. Cảm mong bác hiểu cho và thông cảm cho cửa hàng. Vâng, cảm ơn. Và nếu bác xem được clip này vui lòng liên hệ trực tiếp cho em qua số điện thoại ở phía dưới này các bác nhé. Số 0903040590. Vâng, cảm ơn và hẹn gặp lại bác. Rất mong được phục vụ bác. Cảm ơn bác.